Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là buổi sáng đẹp trời, tôi ra thăm vườn và thấy ba cái cây hoa lài của tôi nó bắt đầu nó ra nụ quý vị. Đó, bạn thấy nó ra nụ nhiều đấy không? Ra nụ san sát luôn. Và thưa quý vị, đây là cây hoa nhài, hoa lài Việt Nam của tôi, nó đã ra hoa. Chắc các quý vị nào mà theo dõi mấy cái clip trước của tôi thì có thấy tôi có vào đầu mùa xuân tôi có cắt tỉa và bón phân cho cái cây này. Thì thưa quý vị, hôm nay là nó bắt đầu ra hoa đó quý vị. Hoa rất là thơm luôn quý vị ơi. Đi ra ngoài vườn là thơm phức luôn. Thì như đã thưa với quý vị thì cái cây này là cây nhiệt đới, do đó là tới mùa đông thì chúng tôi đem nó vào trong nhà. Tới đầu mùa xuân thì chúng tôi làm sạch sẽ cho nó và bỏ nó ra ngoài sân đó quý vị, thì nó ra hoa. Thì như quý vị biết, hoa lài Việt Nam mình thì rất là thơm rồi, do đó người ta hay dùng để trà. Thì chúng tôi ở đây chúng tôi cũng rất thích cái mùi này, nên là mặc dù là mình không có ướp trà nhưng mà tôi cũng trồng để mình hưởng cái hương của nó quý vị. Cái hương của cái hoa lài rất là thơm, nó thơm ngát cả cái khu vườn luôn quý vị. Thành ra mình buổi sáng mà ra vườn mà xem hoa, rồi hoa có hương có sắc, xong là nghe chim hót thì rất là thú vị đó quý vị. Cũng là một cái thú vui để mình xả những cái áp lực mà mình làm việc hàng ngày đó quý vị. Áp lực thì rất là nhiều, nên là đây là một cái thú vui để chúng ta xả mà tương đối là lành mạnh. Thì đây là một cái thú vui của tôi xin chia sẻ cùng với quý vị. Đó, thưa quý vị, đây tôi có ba gốc như đã thưa quý vị.